rồi mình sẽ bỏ cái bone meal lên, nó sẽ như vậy. Khi nào hết thôi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một số cái farm như mình đã nói. Mình đã lắp lại cái chỗ này và chỉ cần 2 tầng thôi, đúng rồi. Thề nhục quá, chỉ cần 2 tầng thôi là được gia tài. Gia tài? Dạ, yeah. No, không, không có gia tài. man. Ui, thằng này hiệu suất không, chả có quái gì cả. Sốt, đánh bật lùi. Ok, cái kim để đâu ta? Mình quên mất cái đống nó ngập lưu ly mình để đâu rồi. Đây nè. Chúng ta cứ bỏ vào rồi bỏ ngập lưu ly. Đùa bố à. Tôi đập vật chân đốt. Đập vật chân đốt. Cũng khá tốt đó. Khá tốt. Khí cạnh của lửa nữa. Lửa nữa. Oh man. Cạnh của lửa. Mình muốn đập của cái kiếm này của mình. Mấy cái đen này sắp đi rồi. Sắp đi to rồi. Chúng ta chỉ được một cái thôi. Chúng ta chỉ được một cái là khí cạnh của lửa thôi. Còn thu độc độc về lại động vật trên đốt mà 4 luôn đấy. Thôi em này để dành vậy. Ta có thể để dành em này. Đấy. Rồi tiếp theo là gì ta? Sức mạnh là sao? Là cho mình thấy sức mạnh hả? Ý rồi chậm như lông chim. Chúng ta sẽ lấy cái đó. Tuy chỉ có một thôi nhưng mà sẽ lấy cái đó. Độ sắc bảo vệ khỏi lửa. Ok. Ê, chết cha rồi. Ý. Mình đang tìm ở quên. Cái điệp ngựa hai cái như nhau. Hai cái y như nhau. Ok. Bây giờ nói trước đã. Hôm nay chúng ta có kế hoạch khác hả? Và thôi ha, có hoa không ta? Hôm nay chúng ta sẽ làm cửa hàng hoa đi. Sẽ cần với cái này á. Hết chưa? Sẽ bỏ lại đống kim cương. Chả nhớ kim cương nó kiếm đâu ra nữa. Đây, sẽ cần cái đó. Cần một ít cái này. Bỏ lại này đi. Cần cái này nữa. Lên màu xám mình không biết cần không. Nhưng mà ok. Hay gọi. Và mấy con bò này có vẻ đang đói ăn. Ủa, lấy nhầm rồi. Ủa gì kỳ vậy? Cái quái nào mà. Đây, ok. Ê, không được cho lũ cừu nhìn. Lũ cừu là cái lũ vô dụng nhất. Ê, anh đi. Anh đi xin con cho ta. Ê. Ôi, cũng sự lắc. Chờ tí. Đó. Ok, được chưa? Được chưa cô? Chú này đi. Đó. Chú này luôn đi. Chú này nữa. Xong chưa? Không có trốn nha, không trốn tránh nha. Đấy. Rồi mình sẽ dự trữ cái đống thịt vào đây. Ta có thể dành để lại sau này. Được rồi. Thì tập trước thì mình đã làm xong cái này rồi. Hơi bị tụt. Tập trước là có vẻ là làm xong cái này và
Bên này sẽ là cửa hàng hoa ha. Cửa hàng hoa thì nó sẽ cần một cái cửa hàng hoa, đây là một cái chỗ farm luôn á. Nó sẽ cần một cái gọi là cái máy thả hay máy bắn gì gì đó từ từ. Để mình lấy một cái cung còn nguyên. Đây, cung còn nguyên. Và bỏ đá gì xung quanh quên rồi. Gì hả? Để mình coi. À, đá xung quanh cái cung. Đá xung quanh cái cung. Máy phân phát, đúng rồi. Thì chúng ta cần máy phân phát này. Cần một đống cái bone meal nữa. Ok, vậy chắc được rồi. Rồi. Và về cơ bản thì cũng FPS kia thế nhỉ. Tắt này đi. Hoa đâu? Hoa đâu rồi? Mình nhớ mình có dự trữ một đống không cần một đống đâu, 2-3 cây được rồi. Nói chung là mỗi cây, mỗi thứ một cây. Hoa đâu hết rồi cà. Đừng nói phải đi tìm nha. Mẹ. Quên. Chúng ta phải bỏ lại một số thứ. Cái chỗ mình để cái đồ đây. Bỏ lại cục đất đi. Ở chợ nhiều đồ quá, mắt mình cũng rối nữa. Chúng ta đem này theo. Đem này theo. Ok, lượn. Lượn. Ok, đi thôi. Chúng ta lựa thời cơ và cũng thôi ra lấy luôn đống gỗ nữa. Mấy người bị xì gà que này. Đi cả nhắc thế. Có một bạn muốn mình thu hoạch cái chỗ này. Chỗ cái này không phải là để thu hoạch nha. Cái đó là mình để trang trí thôi á. Ờ dạ, thu hoạch thì sẽ khác, nhưng mà cái đó để trang trí. Thật sự để trang trí đó mà. Mình còn có một tê cái nữa, mình sẽ cần thiết. Đâu rồi? Ủa kéo rồi, đây rồi đúng không? Cho đi cắt chỗ nào đây? Chạy ra kia cắt cái một tí cái chỗ cái cây này mình cắt chuỗi rồi. Cắt tí lá tí đã. Yeah. Bye bye, goodbye cái cây. Cái rượu mình hư rồi nên mình sẽ để cây này chơi chuỗi ở đây vậy. Ở chuồng ở đó luôn. Ôi con heo kìa, anh sẽ cứu mày, đấy. Cảm ơn anh đi. Ôi mẹ ơi, hết đồ chơi rồi. Ok, đứng bên lại nào. Rồi đi về. Cái này đống lá này thì mình sẽ gắn vào trong kia. Gắn trước cái nhà kia nhìn cho nó tự nhiên. Cái này gắn ở đây này nhìn cho nó tự con mẹ nó nhìn tí. Đây. Tưng. Tưng. Chết rồi. Phải nhìn sao cho giống dòng suối ấy. Đấy, cũng khá tự nhiên. Nhìn bừa phải. Rồi, mình bỏ này vào đây vậy. Mình muốn thử ghê mà mình chờ cái này lớn.
chúng ta sẽ làm cái máy hoa nhờ. Máy hoa ở đâu đây? Ở đây là khá đầy đủ rồi. Máy hoa mình sẽ làm ở... nếu làm ở đây thì cũng được nè, nhưng mà hơi nhỏ, cái chỗ này nó hơi nhỏ. Ok, mình sẽ chặt hết cái đống cây này đi ha. Rồi mình sẽ làm cái nhà máy ra đây. Ok, vậy ơi, mình đang phải đi kiếm thêm cát. Cái số cát này không có đủ để xử lý hết tất cả mọi chuyện, nên phải buộc phải đi kiếm thêm cát rồi. Nhanh thôi, cát thì kiếm nhanh thôi. Sau đây rồi nè. Vừa nãy mình vừa mới đào vừa mấy cái clay là đất sét á. Đào mấy cái đất sét ở sau đây nên cũng đóng tiêu rồi ta. Đã nhớ đi phép phát xong rồi. Đây rồi. Đây rồi. Được chưa? Có chỗ rộng hơn mà đúng không? Nó kia kìa. Rồi mình chắc là mình cần phải tìm mấy cái kia thiệt rồi. Ây da, kia đi. Phải tìm sa mạc thiệt rồi. Ê, người. Bây giờ mới thấy cát thực sự rất là cần chúng sử dụng. Quá cần đi chứ. Ê, mày mà ra xuống đi con, không ai cứu mày lên con. Các bạn, sau khi mình đăng clip kia thì mình thấy có rất là nhiều bạn đăng câu hỏi cho mình. Thì mình sẽ làm thêm, tiếp tục làm thêm một cái S nữa được không? Rồi, đừng có chết nha. Tiếp tục làm thêm một cái S nữa. Mình đã làm cái S nào rồi ta? Thôi nói chung là mình lại sẽ làm một cái S. Và mình cũng có đọc qua thì hỏi được ra thôi. Người ta thường hỏi lên tool kìa. Về thôi nào, về thôi. Lên. Nhà mình ngay sau đây nè. Ôi. Tí thì hello bò, hello cừu. Lên thôi. Đây, ở đây nè. Đấy. Kế hoạch là như thế, kế hoạch sẽ là làm như thế. Chúng ta sẽ bỏ cái này vô đi. Thôi khỏi, ở trong kia có rồi. Rồi ở đây làm thêm cái nữa luôn. Tinh. Tí hồi mình sẽ nấu. Bây giờ mình sẽ cần ép hết cát trước đã. Đây. Nè, cái đá trơn này, tại vì đá trơn này rất là đẹp nên chúng ta sẽ làm cái đó. Đống kia bỏ lại hết rồi. Là hết luôn rồi. Đây đúng không? Đó. Cơ bản sẽ là như thế. Rồi thêm một đống hoa clay vô đó nữa. Sẽ lấy một ít cái than ở trong này. Thank you. Ở đâu ta? Bỏ cái này vô. Bỏ cái này lên đây, bỏ cái này vô đây. Đấy. 7. Và chúng ta sẽ ép cái kia. Ta sẽ cần lấy một đống luôn nha vậy. Đủ hết luôn à. Khám vậy. Ở đây có cái này nè. Đây. Cái này mình làm dựa theo thiết kế của Magma Musen hay là Musen gì đó. Ok, sẽ xuống dưới kia lấy thêm ít cái cây, lá cây nữa để trang trí cho nó đầy đủ.
Lấy cây. À, vừa nãy mình bỏ này đây. Đây. Cái này sẽ nhanh thôi, cái này sẽ nhanh thôi, mình mong là rằng cái này sẽ nhanh thôi. Ôi trời sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi. Đó. Ở đây. Ở đây một tí. Mình sẽ có cái chậu ở đó. Mình sẽ có cái chậu hoa ở đây. Chúng ta sẽ cần phải lấp luôn cái chỗ này lại. Lấp luôn. Ây da, hết luôn rồi. Trời ơi, cái đống cát này thề nó tốn. Tốn quá nhiều. Trời ơi, cái tán thôi. Đây cũng vậy. Thêm hai cái. Về cơ bản chúng ta xây lên bao. Đây, 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 đây. Dạ phải đi đào thêm một lần cát nữa à? Không lẽ nào? Lẽ nào? Phải đào thêm một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Hết cát. Khắm vãi. Quá khắm, quá khắm. Đến đây, đến đây, đến đây. Trời, đã lên tới đây rồi còn hết cát thì mới khốn chứ. Không, mình sẽ đào cái đống này bên kia đi. Tưng, tưng, tưng. Lấp cái này đi nào. Bỏ cái này lên trên. Cái này bo. Lại phải đi lấy thêm một lần cát nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, cát đây là cát. Ok, chúng ta đã có đống này rồi. Đấy, lấy hết ra. Quán này đi. Mình sẽ bỏ lại một thứ trong đây, vài thứ trong đây. Right. Ấy. Ấy, ấy, ấy. Nhìn ra ở ngoài có cái cây. Phá này đi. Nhìn ở bên trong như thế nào. Khá tốt. Khá tốt. Ở đây cũng có hoa rồi. Rồi các bạn mình sẽ làm cái sàn nhà thử bằng gỗ này coi. Ý vậy. Nhầm kiểu. Y. Y. Thầy. Đấy. Ở ngoài kia sẽ lấp đất lại sau. Trời ơi, thôi lỡ rồi. Ý. Đấy, ở trong nó sẽ sáng sáng như vậy. Còn có thể là lên được thêm một tầng nữa. Có thể lên được thêm một tầng nữa. Ở bên ngoài chúng ta sẽ... Đấy là một cái cửa ở đây. Cửa ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Mình có cần gạt không? Cần gạt như để dưới rồi. Thôi qua coi. Có đá đỏ được. Đá đỏ. Đút đá đỏ. Có một cái đút đá đỏ. Đá đỏ đâu hết rồi. Cần gạt đâu rồi. Ở đây có cần gạt. Ok. Ta sẽ lấy thêm cái đá đỏ nữa là ok luôn. Come on. Một miếng đá đỏ thôi. Chỉ có một miếng đá đỏ thôi. Ủa có đá đỏ kìa. Trời ơi mắt mình loại sĩ. Được rồi. Cái là có đất đỏ, đất đỏ. Làm thế nào nhỉ? Để mình nhớ coi. Nếu vậy thì chúng ta sẽ để một cái hấp mấy phần khác ở đây. Đây. Và cái đất đỏ phía sau đi ha. Đất đỏ chúng ta nên làm phía sau đi. Phía sau ở dưới ta. Để thử rồi, để mình thử nghiệm coi, thử nghiệm, thử nghiệm. Thì nếu mà chúng ta làm ở phía sau thì phải lấp luôn ở phía sau à. Ok thử nha. Đây cái đá cái gì quên bẻ rồi. Cái đá đỏ. Cái này. Cái này.
này, đây, đây, đây. Bạn sẽ thấy nó tít. Đó. À. Rồi, cái đống gạch kia rồi, cái kết này. Cái kết này. Như thế này, như thế này. Và rồi, cần gạt rồi. Đó. Ok. Và chúng ta chỉ cần lấp cái đống này, đống bùi nhùi này lại thôi. Và ở sau thì lấy đống lá lấp lại. Số 1. Đây, đây, đó. Coi như là ở đây không có gì hết. Miệng mì, đấy. Đó, cover nó lại. Đó. Là cái vấn đề đây á, là các bạn có thể... Đó đâu rồi? Ở trên... Oh man. Bốn. Đó. Rồi, các bạn sẽ bỏ một xương vào đây, ok. Ok, mấy bạn thì vừa xem cái lưu ý, và cái lưu ý đó là cái thằng này nó không có hoạt động ở trên thằng này nó không hoạt động ở dưới kiểu như mấy cái hoa nhỏ nhỏ thì nó sẽ không hoạt động với cái hoa nhỏ nhỏ, nó chỉ hoạt động với những cái hoa lớn thôi, hoa cao cao lớn lớn thôi, nên nó sẽ rồi mình sẽ bỏ cái bone meal vào đây, nó sẽ như vậy khi nào hết thôi. Đó, hết đấy. Ok, rồi mình sẽ xuống thử cái kia nha. À, ôi mẹ ơi, cái kia chưa hoạt động kìa. Thử rồi. À, về cơ bản là cái ẻm nó sẽ không qua được đến đó sau 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15. Tưởng nó đầy đủ hết rồi chứ. Rồi, chả em hiểu gì lắm về cái này. Hey, chúng ta sẽ làm gì đây? Về đến đây đúng không? 1, 2, 3, 4 cái cuối đúng không? 1, 2, 3, 4, 4 cái kia đó. Đây là thứ chúng ta sẽ làm. Vậy được không nhỉ? Thử coi. Ờ, nó bị giữ lại rồi. What the heck? What the heck? What the heck? Quả lúa giờ có một vòng lặp. Bựa. Bựa. Quả bựa. Ê, đừng rớt xuống. Vậy là chúng ta cần phải làm thứ này ra sau rồi. Cần phải làm thứ này ra. Ấy. Này đây và đây 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 nữa thì là không được cái này ấy dạ, lật lại coi nè và đây 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 đây. Ok, bây giờ thì về cơ bản nó sẽ right. Đấy, để chúng ta đặt lại, đặt lại, đặt lại, đặt lại. Đặt lại. Đấy, sửa đơn giản thôi. Mong sẽ không có cái con creeper nào nó xuất hiện trong đây. Được rồi. Lên, à quên nhầm. À, lên. Rồi, hoa của mình chưa có xong. Rồi các bạn là nó chưa có xong. Rồi hoa này đặt xuống không được. Đấy. Rồi hoa vàng. Đấy. Rồi ok, mình sẽ tập tiếp theo mình sẽ hoàn thành nốt cái hoa hòe tùm lum tùm la này. Ok. Rồi bye bye nha. Mỗi like, subscribe gì gì đó. Bye bye.